Anh được ơn gì nơi lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ con chơi ma túy đá cha. Anh chơi ma túy đá bao nhiêu năm? Dạ con chơi một năm mấy cha. Một năm mấy là con chơi liên tục. Mỗi một ngày là con chơi là 2 triệu mấy 3 triệu cha. Dạ giờ đây thì con cũng cảm ơn, cha và làm thương xót Chúa là con đã được một cái ơn là thoát được, là không còn suy nghĩ gì về ma túy được hơn 2 năm nay. Hallelujah. Rồi nhờ đâu mà anh thoát được cái vòng vây của ma túy như thế đó? Dạ con có lần con đi ra Bảo Lộc thì con gặp Đức Mẹ. Con có đứng cầu xin Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua lòng thương xót Chúa. Rồi nay con vẫn có đi với chú, con có nghe là cha Long cho lần làm thương xót Chúa. Hôm nay con lên đây để con là chứng nhân cho Chúa là thật sự là ma túy đá nó đã thoát được con rồi. Con không còn chơi ma túy đá nữa. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ thì con tên tánh là Doan Đinh Nhật Duy. Con ở Tân Phú. Con thì cũng chơi nhạc cũng như ông ca đoàn vậy đó cha. Cũng chơi nhạc ca đoàn. Nhưng mà ma túy nó mạnh hơn là nhạc. Cho nên là anh đã bỏ Chúa và chạy theo ma túy. Tôi xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa để anh thực hiện nghi thức đón Chúa vào nhà nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và đây chính là đấng, không phải là tấm ảnh, mà quyền năng lòng thương xót Chúa đã giải thoát anh khỏi ma túy, khỏi xì ke. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa để anh làm nghi thức đó đêm giao thừa, rước Chúa vào trong gia đình của mình. Và đây là lộc xuân lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh. Vâng, xin mời người kế tiếp.